Khánh Thành cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh cầu Vàm Cống. Cầu Cao Lãnh được khởi công tháng 10 năm 2013 và sau hơn 4 năm thi công, công trình đã hoàn thành và được Hội đồng Nghiệm thu nhà nước chấp thuận nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng. Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền, có chiều dài 2,01 km và tuyến nối cầu Cao Lãnh cầu Vàm Cống dài 21,45 km. Đi qua địa phận huyện Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Cầu Cao Lãnh cách bến phà Cao Lãnh khoảng 0,8 km về phía hạ lưu và cách cầu Mỹ Thuận khoảng 35 km về phía thượng lưu, được thiết kế với quy mô cầu dây văng hai mặt phẳng dây, nhịp chính dài 350 m, chiều cao thông thuyền 37,5 m, trụ tháp hình chữ S cao 123,4 m. Mặt cắt ngang cầu rộng 24,5 mét gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Tuyến nối cầu Cao Lãnh cầu Vàm Cống được thiết kế với quy mô gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế là 80 km/h. Sau khi đưa vào khai thác và sử dụng, công trình sẽ nối liền hai bờ sông Tiền trên địa phận tỉnh Đồng Tháp, đáp ứng mong mỏi bao năm của người dân đồng bằng sông Cửu Long nói chung và người dân Đồng Tháp nói riêng. Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2018, tại Đồng Tháp, khánh thành cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh cầu Vàm Cống thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong với tổng chi phí xây dựng khoảng 7.500 tỷ đồng. Tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long và người dân sinh sống ở hai huyện Lấp Vò và Cao Lãnh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, vùng đồng bằng sông Cửu Long có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. Đây là vùng đất có nhiều lợi thế phát triển kinh tế trên đất liền, trên biển cũng như mở rộng hợp tác với tiểu vùng sông Mekong, là vựa lúa lớn nhất của cả nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trong nước, cũng như trên toàn cầu. Để vùng đồng bằng sông Cửu Long phát huy hết tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững, thịnh vượng, hệ thống cơ sở hạ tầng cần phải được quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thông minh, thích ứng tốt với những tác động tiêu cực biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Trong đó, công trình cầu Cao Lãnh hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày hôm nay, sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và tăng cường đảm bảo quốc phòng an ninh trong khu vực.